mỗi lần gặp nhau khi về vẫn thường hẹn nhau. Chúa nhật tuần sau em chờ đợi anh nơi cũ, lòng vẫn nhớ mãi lúc ban đầu mình đã chót hứa với nhau rồi. Dù sóng gió đến phút em mình vẫn không sai hứa. Những lần chờ anh chế hẹn thường bắt đêm dẫn anh. Chúa nhật tuần sau anh phải chờ đợi em thật sớm. Từ sáng thứ sáu đã mong chờ rồi đêm thứ bảy thấy lo sợ chẳng biết đến lúc sang chủ nhật anh có chờ. Ôi bao nhiêu là kỷ niệm ghi sâu trong tâm hồn từ khi hai đứa yêu nhau, dày bao nhiêu là giấc mộng, bao nhiêu lời ước thề nguyện cầu hai đứa đừng xa. Dù lời cay đắng từ ly những lần về qua, con đường mình vẫn hẹn ngày xưa. Bước vội thật nhanh nghe lòng than miên cay đắng. Vâng, Hoàng Zalo xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Zalo trong video phát hành vào hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2022. Vâng, và video của buổi tối ngày hôm nay Hoàng Zalo nên cho các bác một bộ phối ghép hay trong tầm tiền các bác nhá. Và bộ phối ghép ngày hôm nay Hoàng Zalo xin giới thiệu đến các bác đó là đôi loa đến từ Mỹ AR5 và kết hợp với một chiếc Omni cũng khá là danh tiếng cũng đến từ Mỹ Scott. Model của nó là NR88. Đây là cái model lớn nhất của Scott các bác nhá. Và chất âm của dòng Scott NR88 này thì đã được khẳng định rồi. Đây là đối tác của rất nhiều các dòng loa cổ của Nhật, của Mỹ. Và đặc trưng chơi những dòng loa AR3, AR2, AR4, AR5 có chất âm rất là hay, cho chất âm mềm và rất là chi tiết từng giải các bác nhá. Giống như phần đầu Hoàng Gia đã test cho các bác cái chất âm của nó rồi đó. Đấy, đây là Hoàng Gia vừa phần đầu là các bác vừa nghe. Đây là bộ phối ghép mà hôm nay Hoàng Gia xin gửi các bác. Con này thì về trong cửa hàng của Hoàng Gia vào tối ngày hôm qua. Con này thì nó không có hồi gỗ các bác nhé. Con này nó chỉ có một cái nắp đây. Đặc trưng của những dòng Omni của Scott thì thông thường nó sẽ có một cái mặt sắt bằng này, nó đậy lên thôi. Và cái mặt sắt nó phủ những một cái lớp da các bác, nó như một cái lớp da này. Đấy. Đây các bác nhé, sắt nó đây. Đấy. Nó không có hồi gỗ. Nên là Hoàng Gia sẽ báo giá theo đúng cái hiện trạng các bác nhé. Theo đúng hiện trạng. Còn về nội thất thì Hoàng Gia quay cho các bác đây. Một con Omni Mỹ cổ cũng 60 năm tuổi rồi. Và còn zin nguyên bản các bác nhá. Tất cả phần tụ này, tất cả những cái tụ này đều là zin này. Vì đa số những Omni Mỹ đa số là hay bị hỏng phần tụ nhiều. Bởi vì tụ lâu năm thì tụ hóa thì nó sẽ phải ví dụ như nó bị chảy dầu. Đấy. Hoặc nó làm phồng lên thì do lâu năm nó kể cả không dùng lâu năm thì nó cũng bị hỏng. Nhưng con này còn nguyên các bác nhá, nguyên bản hết từ những cái tụ. Những cái tụ dễ hỏng nhất là cái tụ hóa này. Hai con tụ màu vàng nữa này. Và tụ còn nguyên các bác nhá. Sò thì con này thì chơi 4 sò nhôm rồi.
sò nhôm thì sò này thì nó cũng giống như sò của những cái con Scott 367 rồi là Scott 368 mà Hoàng Gia có bán trong thời gian vừa qua. Đấy. Mặt con này thì đẹp rồi. Size của nó thì size con này nó rơi khoảng 46 các bác nhá. Màn hình của nó đẹp sắc nét luôn con này. Bóng biếc là đầy đủ nhá. Đấy. Kim để dò đài các bác nhá. Kim dò đài đây. Núm là núm bọc đồng nhá. Đấy. Tất cả núm đều núm bọc đồng. Con này thì có đầu vào là có hai kênh cổng loa là cổng mốt, cổng main và cổng remote. Đấy, ngoài ra thì có cổng tap monitor là cổng đầu vào. Đây là jack này, bass này, ba lăng này. Và đây là để nghe FM AM này. Đây là FM các bác nhá. Đấy, FM đây. Bất kể đấy, nét chưa các bác? Canal Richis, vương quốc không ngủ. FM được phát triển bởi Hưng Thịnh Legacy, thành viên tập đoàn. AM đây xem có bắt được không nhá. Con này AM này không chạy, đang không chạy các bác nhá. Đấy, FM bắt rõ nét luôn. Đấy. Máy rất đẹp các bác nhá. Đấy. Mặt mũi đẹp luôn ạ, à. Không có chảy xước gì đâu. Đấy, có nhìn này. Đấy. Rất đẹp luôn ạ. Đây là điện 120V các bác nhá. Đấy. Đây là phần đằng sau. Các bác lưu ý cho em là cổng tín hiệu đầu vào, một là các bác cắm cổng extra này, giống như em đang cắm nhá. Hai là các bác cắm hai cái cổng ngoài cùng này là cổng tép. Đấy. Hai cổng ngoài cùng là em chỉ tay này, là cổng tép này. Đây là bốn con sò này, bốn con sò. Đấy. Thứ hai là cổng đấu loa thì ở đây có cổng remote, cổng remote và bên đây là cổng main. Thì hai cái cổng này thì nó đấu chung một cái chân là chân âm ở đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Dù các bác đấu loa gì thì các bác cũng nhớ rằng là cái chân ở giữa này là chân mát và là chân âm. Đấy, còn bên đây là remote, còn bên đây là chân dương của main, bên đây là chân dương remote. Đây là loa trái, left speaker. Loa phải tương tự, âm ở giữa. Đấy, chân dương remote bên này và chân dương của thằng gì nhỉ? Main ở bên này. Đấy. Đây là cầu chì bảo vệ loa, hai kênh, hai vế trái phải. Đây là dây anten bắt FM, đây là khối nguồn, bậc chì bảo vệ nguồn, điện 120V các bác nhá. Đấy. Máy nguyên bản hết. Bao zin tuyệt đối cho các bác. Và dòng này thì các bác đánh với dòng loa như KLH, Scott, AR, Avon, khuôn tranh tép đỏ hay Avon thùng bom B. Và những dòng loa cổ của Mỹ, ví dụ như Scott hay là KLH hay gì đó, dòng này chơi rất là hay. AR riết nữa. Con này là NR88 các bác nhá. NR88. Đấy. Và Hoàng Gia cũng báo giá cho các bác cái âm ly này luôn này. Âm ly này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 12 triệu đồng các bác nhá. 12 triệu đồng cho chiếc âm ly NR88. Và đây là đối thủ của rất nhiều các dòng với dòng âm ly của Fisher các bác nhá. Chơi loa AR rất là ngọt luôn. Và chất âm rất là mềm. Các bác có thể chơi với dòng AR3 bánh tiêu, AR3 3 loa thẳng hàng, hoặc là chơi với dòng loa AR2 3 loa, 4 loa, hoặc là AR5 chơi rất tốt. Đấy. Và đây là đôi loa AR5 Hoàng Gia xin giới thiệu với các bác đây. Con này thì 3 đường tiếng, bass ở bass 30, gân là gân xốp. Gân này là phải thay rồi vì gân xốp về trong tình trạng nó sẽ bị mục. Đấy. Củ của nó này củ từ móng ngựa các bác nhá. Từ của nó giống từ con kiểu như từ của AR4 ấy ạ. Một con chung. Đấy, một con chung chung và một con tép ruồi. Đấy. Đây là AR5 các bác nhá, hai xeo tinh chỉnh, thùng lạng gỗ rất là nặng. Chất âm thì rất là hay các bác nhá. Nếu mà chúng ta biết khai thác nó và biết ghép âm ly nó chuẩn thì chất âm rất là hay. Đằng sau này thì các bác có thể thấy được có cái cổng đây là chỉnh tép này. Đây là chỉnh midder là giải chung này. Đấy, thùng này nó là thùng nó gọi là anh em gọi là thùng mặt cây đít cây đấy. Đấy. Mặt cây đít cây. Rất là chắc AR5. Đấy, cũng 60 năm rồi, cũng gần tầm 60 năm rồi. Loa còn rất đều và đẹp các bác nhá. Đấy, zin tuyệt đối, xà phòng xà viết đầy đủ các bác nhá. Bánh xà phòng còn đầy đủ. Trừ có cái gân này là nó mục thì Hoàng Gia thay cho các bác thôi, còn lại rất là zin tuyệt đối luôn. Đấy, thùng vách rất là đẹp nhá. Đấy, đây này, chiết áp rất là vặn ngon luôn. Đó, thùng vách đẹp vuông thành sắc cạnh.
Đôi này thì giá là hợp lý các bác nhá. Bác nào mà chúng ta biết cảm nhận được chất âm ấy thì chơi đôi này rất là hợp lý, không phải nhất thiết chúng ta phải mua AR3, AR2 hay AR làm gì cả. Vì dòng này thì nếu mà biết khai thác mà biết ghép của nó thì chất âm rất là hay. Dòng này thì Hoàng Gia AR5 này Hoàng Gia đang bán với giá là 16 triệu rưỡi các bác nhá, 16 triệu rưỡi. Bác nào mà mua cả bộ, cả loa và âm ly thì Hoàng Gia xin phép được gian lộc thêm cho các bác 500 ngàn các bác nhá. Còn với bác nào mà đến tại trực tiếp tại cửa hàng để mua, Hoàng Gia sẽ gian lộc thêm cho các bác 200 ngàn. Và bác nào mà mua bán nhanh chóng hoặc là mua từ xa mà chúng ta có thiện chí và chúng ta chuyển khoản được sớm thì Hoàng Gia cũng sẽ xin gian lộc cho các bác 200 nghìn mỗi một sản phẩm các bác nhá. Đấy, Hoàng Gia thích mắc nhất bác nào là mình mua bán nhanh chóng và mình Hoàng Gia sẽ gửi ảnh và gửi chi tiết những cái máy móc cũng như là phần ruột gan của thiết bị. Bác nào mà chốt được sớm thì Hoàng Gia xin phép được gian lộc sớm cho các bác. Em thích thích những bác nào mua bán nhanh chóng, nhanh gọn các bác nhá. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975 884009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhá. Vâng, Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.